Ngày 24 tháng 4 năm 2024, TikTok nhận tiếng sét ngang tai khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật buộc TikTok hoặc bị cấm ở Mỹ sau 9 tháng tới, hoặc bị công ty mẹ Biden trụ sở tại Trung Quốc phải thoái vốn hoàn toàn khỏi nền tảng này. Đúng nửa tháng sau đó, TikTok đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, bác bỏ cáo buộc rằng TikTok đang chia sẻ dữ liệu của người dùng hoặc thực hiện hành vi gây ảnh hưởng an ninh quốc gia Mỹ. 170 triệu người dùng tại Mỹ đang sử dụng TikTok mỗi ngày. Được Mỹ cấm TikTok, ông lớn nền tảng mạng xã hội nào sẽ chiếm được miếng bánh thị phần tỷ đô này? Và như vậy là sau nhiều đồn đoán thì đơn kiện từ nền tảng video ngắn TikTok và công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc thì đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington, nước Mỹ. Cuộc chiến pháp lý đầy cam go này đã chính thức nổ ra. Và trong đơn kiện thì TikTok đã cho rằng là đạo luật được ban hành vi phạm hiến pháp của chính nước Mỹ. Việc ByteDance, công ty sở hữu TikTok, buộc thoái vốn để tiếp tục hoạt động tại quốc gia này là không thể thực hiện được trong khung thời gian mà luật đã quy định. Nếu thua kiện thì nền tảng này có thể phải ngừng hoạt động tại Mỹ kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2025. Và để phân tích sâu hơn về chủ đề này thì chúng ta hãy cùng kết nối với phóng viên Tuấn Trung, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ ạ. Xin chào anh Tuấn Trung ạ. Báo chí Mỹ thì đang phân tích về cuộc chiến pháp lý này ra sao? Lập luận của các bên có đủ sức thuyết phục hay không ạ? Vâng, truyền thông Mỹ tiếp cận cuộc chiến pháp lý này tương đối là cân bằng. Lấy các ý kiến chuyên gia thì nhiều hãng truyền thông lớn cho rằng là TikTok có cơ sở pháp lý mạnh mẽ khi cáo buộc chính phủ Mỹ đã vi phạm tù trình án thứ nhất, hạn chế quyền tự do ngôn luận, biểu đạt trên không gian mạng của TikTok, cũng như là khoảng 170 triệu người dùng của người Mỹ hiện đang sử dụng phần mềm này. Cũng như là chính quyền Mỹ thì cũng chưa chứng minh được là TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia đến mức là họ phải áp đặt các cái biện pháp khắc nghiệt như vậy. Nhưng ngược lại thì báo chí Mỹ cũng đưa ra những cái lập luận rằng một khi an ninh quốc gia được viện dẫn thì cơ hội để những cái công ty nước ngoài thắng kiện là rất thấp. Đấy là chưa kể đến khi chúng ta đi sâu vào các cái ẩn số pháp lý của vấn đề như là TikTok có thật sự là công ty tư nhân đầy đủ hay không, rồi thế nào là tự do ngôn luận, nguy cơ của TikTok đối với an ninh quốc gia Mỹ ra sao. Tóm lại là đến giờ thì hầu hết mới phỏng đoán rằng là cuộc chiến pháp lý này sẽ còn kéo dài và lên đến tòa án tối cao. Bởi xét cho cùng thì trong vụ kiện này vấn đề không chỉ là TikTok, ByteDance mà chính là nền tảng căn bản của xã hội Mỹ. Đó là mối quan hệ giữa tự do cá nhân và quyền lực nhà nước. Xin mời trường quay. Vâng, rõ ràng khi đó thì miếng bánh tỷ đô từ doanh thu quảng cáo cũng như là thị trường bán hàng qua nền tảng mạng xã hội của TikTok thì sẽ phải chia lại nếu như là TikTok thua kiện, đúng không ạ? Vậy ai sẽ được bên được hưởng lợi lớn nhất? Thưa anh Tuấn Trung. Vâng, có lẽ cũng không còn quá sớm để bàn đến chuyện này, mặc dù là chưa thể đoán định được trước tương lai của cuộc chiến pháp lý giữa TikTok với chính phủ Mỹ. Theo một số ước tính thì TikTok dự kiến là thu về tới 8,66 tỷ đô la Mỹ doanh thu quảng cáo ở Mỹ vào năm nay. Thế nên nếu họ buộc phải rời đi thì nhiều ý kiến nhận định rằng các mạng xã hội đối thủ chính của TikTok sẽ là bên được hưởng lợi đầu tiên, đó là Facebook, Instagram và YouTube. Theo một khảo sát thì nếu TikTok rút khỏi Mỹ, 60% người dùng mạng xã hội này có thể sẽ chuyển sang Instagram hoặc là Facebook và 19% sẽ sang YouTube. Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, có thể chiếm tới 60% doanh thu quảng cáo của TikTok bỏ lại. Trong khi đó thì doanh thu của YouTube có khả năng tăng đến 25%. Tuy nhiên, dù khả năng hiện vẫn là thấp nhưng vẫn có khả năng là sẽ có người mua lại TikTok nếu mạng xã hội này chọn thoái vốn thay vì đóng cửa Mỹ. Khi đó thì miếng bánh tỷ đô của TikTok sẽ không dễ để các đối thủ khác giành giật. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Trung với những phân tích vừa rồi. Thực tế thì một số ông trùm tài chính và công nghệ của Mỹ thì cũng đã đang chuẩn bị cả trăm tỷ đô la để có thể mua lại nền tảng TikTok rồi. Tờ New York Post thì đã đứng đầu trong số những nhân vật này thì phải kể đến đó là cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Steven Mnuchin. Tiếp đó là CEO của OpenAI Sam Altman, tỷ phú Bill Ackman và những cá mập triệu đô la Mỹ trong chương trình Shark Tank như là Kevin O'Leary. Tuy nhiên thì việc mua bán này sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là việc ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok cần phải được phê duyệt bởi cơ quan này. Khó có thể có được một cái thỏa thuận mua bán trong trường hợp này.
Và trong khi cuộc chiến pháp lý thì vẫn đang diễn ra, những người đang sử dụng TikTok, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ, đang cho biết là phải chuẩn bị cho một tương lai không TikTok. Nhiều người cho biết là lệnh cấm khi được thực hiện sẽ tác động đáng kể tới nguồn thu nhập, tài chính cũng như là thương hiệu của họ, trong khi một số người khác cho biết là họ đã sẵn sàng cho việc thay đổi này. Chị Macy Eleni, một người có ảnh hưởng về thời trang với gần nửa triệu người theo dõi trên TikTok, cho biết chị đã đạt được hợp đồng xuất bản sách lớn thông qua các bài đăng trên TikTok của mình và cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Lệnh cấm TikTok sẽ khiến chị mất đi công cụ quan trọng để giao tiếp với người hâm mộ và cải thiện thu nhập. Sẽ thật khủng khiếp nếu mất đi những khán giả trên nền tảng TikTok. Tôi yêu những khán giả đó. Một trong những tác động lớn nhất đối với các nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng trên TikTok là vấn đề tài chính. TikTok là nền tảng có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh chóng, vượt xa các nền tảng cạnh tranh, điều cũng sẽ mang lại các lợi ích kinh tế lớn. Tôi mới gia nhập TikTok được có 2 năm, nhưng đã có 10 triệu người theo dõi trên TikTok, trong khi chỉ có 1 đến 2 triệu từ các nền tảng khác. 1/3 nguồn thu nhập của tôi đến từ TikTok. Lệnh cấm TikTok sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn tài chính của chúng tôi. Các nhà sáng tạo nội dung cũng quan tâm đến việc được hoạt động trên các nền tảng đa dạng với các chính sách khác nhau nhằm tăng sự cạnh tranh. Chị Lauren và anh C. Willis là các nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ những thông tin ẩm thực toàn cầu. Họ đã theo đuổi chính sách đa dạng hóa nền tảng từ rất sớm và hiện đang hoạt động trên cả TikTok, Instagram và YouTube. Hai vợ chồng lo ngại lệnh cấm sẽ khiến họ không còn nhiều lựa chọn. Thị trường hiện nay có 2 nền tảng lớn cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực video ngắn. Nhưng với lệnh cấm TikTok, chúng tôi chỉ có thể sử dụng Instagram và Facebook, đều thuộc Meta. Và như vậy, chúng tôi sẽ bị hạn chế về các lựa chọn của mình. Lệnh cấm TikTok được xem sẽ có tác động mạnh, nhưng không phải là dấu chấm hết cho các nhà sáng tạo nội dung số trên TikTok. Nhiều người khẳng định sẽ phải thích ứng với một tương lai không TikTok bằng cách chuyển sang sử dụng các nền tảng thay thế. Họ hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ sẽ giảm bớt được thiệt hại về số lượng người dùng và nguồn thu nhập. Công ty mẹ ByteDance của TikTok thì cho rằng là việc bán nền tảng này thì có nhiều vấn đề còn tồn tại. Phức tạp nhất đó chính là thuật toán của nền tảng. Đây vốn được xem là phần công nghệ quan trọng cho phép ứng dụng này có thể đưa ra những cái đề xuất cho người dùng. Như hiện tại thì TikTok cho biết là vẫn sẽ hoạt động bình thường tại Mỹ đến trước ngày 19 tháng 1 năm 2025. Từ đây đến đó thì cuộc chiến pháp lý dự báo sẽ còn kéo dài.